cái cho nam, một cái cho nữ ấy nhỉ. Dễ dàng. Biển nó bảo thế mà. Không, cái lối này là đi thẳng sang Bắc Ninh. Nó là Hà Nội Bắc Ninh. Không, mình đi đường này thì cũng được. Anh sẽ đi thẳng sang Bắc Ninh, còn lối này là ra cao tốc để đi cầu Nhật Tân về. Đi cầu Nhật Tân đường này đúng không? Vâng. Đây là dưới Hà Nội. Cái đường này là cái đường sáng nay là mình đi là về đường cầu Thăng Long chứ. Nhưng mà mình muốn đi cầu Nhật Tân thì... Được cầu Nhật Tân là ra đây. Ra đây. Hà Nội này. Về Hà Nội là được rồi. Thực ra là sáng nay là bố con mình đi thẳng, không rẽ vào cầu Thăng Long, à cầu đường cao tốc rồi. Đường cao tốc là mình đi đường này. Cái lối kia anh cũng ra Hà Nội được, nhưng mà nó sẽ đi vòng ra cái đoạn à, lối đi cầu Thăng Long. Biển gì chán đất. Biển đây rất là hơi tệ. Không, nhưng mà cái đường này là đường ra cầu Thăng Long đấy. Cái đường này cũng ra cầu Thăng Long, cái đường vừa rồi cũng ra cầu Thăng Long. Bố đang đèn đỏ. Mà nói chuyện. Nó có vạch ngang. Cái vạch ngang mình vượt mất mấy vạch. Có vạch không? Không có vạch. Không có vạch à? Rồi, được rồi, xanh này đấy. Chắc là nó không có vạch. Tại vì không có vạch nên bố mới bị quên mất. Tức là nó phải có cái đèn đỏ phía bên này của mình. Ừ. Mình nhìn với dễ. Cái kia nó đâm vào nhà dân, đâm ra là nó không có cái đèn. Với cái nước ngô đấy ngon lắm. Dừng lại uống cái nước ngô rất tốt. Trên nữa con. Dọc đường người ta ô tô nó dừng nhiều lắm không? Đấy. Thế mà mình ăn cái bông ngô vẫn được con. Xuống mua ấy.